Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc mới ở trên TikTok, đó chính là ca khúc Sang Xịn Mịn nha. Ok, trước khi bắt đầu về bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube và kênh TikTok của Bin nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên thì mọi người sẽ để hai tay bên dưới và hất hông lên. Rồi sau đó mình sẽ đặt tay qua phải, trái vuốt lên đầu một cái. Sau đó mọi người sẽ đặt tay qua tắt, tắt, bùm. Hai tay mình sẽ ụp xuống và mình đi hông qua, hông lại. Rồi sau đó mình sẽ đặt ngay chữ I, vuốt lên một cái. Ok, rồi mình đến lại nha. Hai đi, bùm, chắc, chắc, hốc, bùm, bùm, tắc, vuốt qua, ai, bùm. Rồi sau đó mọi người sẽ hốc chân lên, bùm, và tay mình sẽ đấm lên cái đầu gối như thế này. Một, hai, rồi sau đó mình hốc tay qua như thế này. Rồi mình sẽ xoay tròn một vòng, kèm theo đó là mình sẽ xoay phần hông mình một vòng luôn. Sau đó sau khi xoay xong mình sẽ hất cái tay lên 3 lần. Ok, hai đi, xoay, chùm, chùm, chùm. Ngực mình sẽ đẩy lên đằng trước và phần tay mình sẽ giữ tay bên phải. Ok, rồi sau đó hai tay mình sẽ đặt chéo qua như thế này. Rồi mình để tay ở giữa và đặt thẳng xuống dưới. Ai. Rồi mình đặt tay bên phải qua, mở, tay trái mở, kèm theo đó mình sẽ đẩy cái phần hông lùi về phía sau, đặt, mở, mở, đằng trước, đằng trước. Ok, mở, mở, đằng trước, đằng trước. Rồi sau đó mình sẽ để tay lên đầu như thế này, phần hông mình sẽ đánh qua, rồi mình đặt lên ai, nó làm giống như cái hình zig zag vậy đó mọi người. Rồi sau đó mình sẽ xoay phần tay cuộn vô trong người mình và hạ người xuống, hất phần hông lên, đánh ngang qua bên phải. Sau đó mình sẽ xoay cái phần hông ra đằng sau và phần tay mình sẽ để lên miệng. Ok, rồi tiếp theo là mình sẽ đi hai lần này nữa. Phần tay vuốt từ trên ngực xuống, phần hông đánh qua hai bên và dằn một cái. Sau đó mình sẽ để hold up, là tay giống như đầu hàng vậy đó. Rồi mình sẽ phủi phủi tay và làm động tác lắc như thế này. Ok, và bây giờ mình sẽ đếm lại một lần nữa, sau đó mình sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi, hốc, tay, tay, rút, sang, xịn, miệng, đặt, tay, hông, ai, 1, chân, về, hốc, tay, xoay, 1, 2, 3, ai, bật, hất, hất, đằng trước, đánh, hông, hông, ai, xoay và hất, quay một vòng, hất hông, dành, hold up, phủi, phủi, lắc và lắc. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép thử với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Sang Xịn Mịn rồi. Thì thông qua video lần này, Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành vũ đạo bài này nha. Như trong quá trình học, mọi người cảm thấy khó khăn ở điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới, Bin sẽ cố gắng giải đáp một cách tốt nhất có thể. Đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.